The Dead Numb là cái tựa đề của ngày hôm nay. Bức thư gaming đây, xin chào các bạn. Mình nghĩ là chắc đọc vào cái tựa đề này thì các bạn cũng hiểu được là sắp sửa có cái chuyện gì xảy ra với chúng ta rồi. Đấy, và ở màn hình chính này còn có cái hình nhà thờ nữa. Mà Numb là sơ, mà The Dead là bóng đêm các bạn ơi. Sơ bóng đêm. Chắc chắn là có gì đó không ổn ở đây rồi. Vào nhá. Hello, tôi là Alex, tôi 27 tuổi. Chàng trai 27 tuổi. Tôi muốn kể với các bạn về những gì đã xảy ra với tôi một khoảng thời gian trước. Tôi có đi điều tra một cái nhà thờ bị bỏ hoang và tìm thấy một cái cuộn băng VHS. Nó là có cái giá 1.500 đô à. Tôi thực sự cần tiền để mua, để trả tiền căn hộ mới. Ơ, tức là sao? Không hiểu. Rồi, bây giờ là đường nào đi đến cái nhà thờ bỏ hoang đi? Nhà thờ hay là những cái gì nói chung là bỏ hoang là đừng có nên vào. Rất là nguy hiểm, mà nếu vào thì đông người cũng đỡ đi. Đi một mình các bạn. Chắc chắn là thanh niên đi một mình. Chắc là thật sự là do thiếu tiền rồi. Thiếu tiền cho nên là bắt buộc phải làm như những cái chuyện liều lĩnh để mà trả tiền nhà. Ở chỗ này là như thế nào đây? Là con đường rất là dư thừa các bạn. Làm lại một cái đường thẳng đi. Nếu cái nhà thờ nằm ở đường thẳng này là đúng thật là rất là lãng phí. Ơ, không thấy đâu cả. À, kia rồi. Ờ, thấy rồi các bạn ơi, ở phía xa xa kia là chúng ta nhìn thấy nhà thờ. Cũng có đầu tư bản đồ. Mình thấy là những cái game kinh dị mà làm theo kiểu tối giản như thế này thì thường là cái phần bản đồ cũng không gọi là... Người ta cũng không chú trọng lắm. Chủ yếu là chú trọng về yếu tố kinh dị thôi. Game này lại làm cái bản đồ khá là rộng đấy. Cái gì thế này? Sao con đường này nhìn có vẻ ghê đó. Một cái con đường mà nó lặp đi lặp lại như thế này. Không thể mà có chuyện mà nó lặp lại một cách chuẩn như thế này được. Kiểu như là chặn để không cho ai vào đấy. Nó vẫn ráng vào. Đây, cây cỏ mọc sum tùm. Không cho ai vào nhưng mà thanh niên này vẫn ráng đút cái đầu vào. Nhưng mà thanh niên này nói là bản thân tìm thấy một cái cuộn băng VHS cơ mà. Thì chứng tỏ là có thể về được nhà à. Vào một cái nơi trông vẻ đáng sợ dưới này mà vẫn về được nhà. Rồi để xem tình hình như thế nào đó các bạn. Chứ chúng ta không biết là thanh niên này có thật sự về được hay không. Đây, nhà thờ bỏ hoang đi. Về đêm trông rất là kinh dị nhá. Rất là tối luôn. Tại sao thanh niên lại vào? Không có cửa gì cả các bạn ơi. Thật sự là có một cái cuộn băng VHS ở trong đây. Ảo thế. Đúng như lời thanh niên này nói. Ổn. Tôi phải đi ngay bây giờ. Liệu có đi được không đây? Ê! Xin lỗi, trả cuộn băng lại thôi.
Cha cũng băng lại thôi. Cháu đâu có ý lấy cắp đâu. Tại thanh niên này kiểu như không hiểu tại sao lại biết được thông tin về cuộn băng là như thế nào. Nó biết được cuộn băng này có giá 1.500 đô mới hay chứ không hiểu sao các bạn ơi. Rồi xong. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cái game này tiện làm cái chấm màu trắng ngay giữa màn hình nhé. Mà thấy những cái chấm màu trắng ngay giữa màn hình rất là khó nhìn. Có phải là bà ấy đang cười không? Đừng nhé. Khuôn mặt rất là bình thường. Cái khóa gì vậy? Đừng nói là chuyện như vậy đâu nhá. Nếu mà cái cú hù vừa rồi là những gì có trong cái game này thì thật sự là đây một game thú vị các bạn. Nếu cái hù vừa rồi là tất cả những gì có trong cái game này thì mình phải nói thật với các bạn luôn là game này thật sự thú vị. Không ai có thể nghĩ ra được cái trò như thế cả. Thằng này nói là cái cuộn băng này là giá 1.500 đô thì mình nghĩ là có thể là nó đã bán rồi. Bán cuộn băng này rồi. Và nó về được cho nên nó mới kể lại câu chuyện này. Để xem như thế nào. Game này không có nút chạy nhé. Mà nãy là mình đến từ chỗ nào thế? Ê! Thoáng một cái là không thấy đâu nữa rồi. Thật sự là không thấy luôn các bạn. Hồi nãy là mình chỉ nhìn thấy được có một vài giây rất là nhỏ nhoi thôi. Ê, một vài giây rất là nhỏ nhoi thôi các bạn ơi. Biến mất còn nhanh hơn cả thần tượng nữa cơ. Thế này tức là sao? Rồi đường nào đường về nhà đây? Hồi nãy giờ mình nhớ là mình chỉ đi cái đường thẳng này thôi. Có đúng thật là đây là con đường về nhà không đấy? Ơ? Tôi nhớ điều đó thật kỳ lạ. Tôi nhìn thấy một cái bà sơ đang theo dõi tôi. Sau đó thì tôi lấy cuộn băng VHS và trở về nhà. Đưa cho ông này à? Hay là bán cho ông này? Tôi là Jamet đây. Cậu là ai? Tôi là cái người được được thuê để mà lấy cuộn băng VHS bị bỏ hoang. Ở trong cái chỗ bị bỏ hoang. Tôi tìm cuộn băng VHS ở nhà thờ bỏ hoang. Với lại cái giá 1.500 đô mà ông đã đưa ra cơ mà. Ơ? Cô ấy sẽ đuổi theo cậu. Đây là 1.500 đô của cậu đi. Ơ? Tức là thanh niên này là vào đó lấy được thì lấy được rồi đó, nhưng mà sẽ bị ám cái bài. Ôi rồi, tôi nghĩ James dạy đồ với tôi thôi. Anh ta khá là điên rồ. Sau tất cả thì tôi đã về nhà ngủ vì tôi cảm thấy khá là mệt rồi.
Rồi. Ơ sao nhà gì ảo thế? Rồi xong. Cửa ở đâu thế? Tại sao cái ông kia ông lấy được cuộn băng một cách rất là thoải mái như thế? Kể ra thì nhá, ông đưa tiền cho thằng này lấy cuộn băng, nhưng mà thằng này mới là người bị ám các bạn. Còn cái ông mà lấy được cuộn băng thì bây giờ đây thoải mái ở nhà xem cuộn băng chẳng hạn, không bị gì cả. Nhưng mà thanh niên này thì cái người vào lấy thôi, nó không phải kẻ chủ mưu thực sự, nhưng mà vẫn bị ám. Sao thế? Ai ở đó thế? Lai. Đừng có giỡn. Kinh dị như thế chứ. Rồi, hẹn ở đây các bạn. Quay lưng lại nhé. Ở trong phòng à? Thực sự ở trong phòng cái mày. Ta đã bắt tôi. Đúng như những gì James đã nói. Ê, bạn đã bị bắt. Tức là sao? Rất là khó hiểu các bạn ơi, game này không chạy được cơ mà. Ơ sao sao giờ lại chạy được? Good ending. To be continued. What the fuck? Cái gì đã diễn ra thế?